cách sử dụng đúng hai chức năng của nhiệt kế Myrolight dòng đời mới như thế nào. Và xin chào bà con ha. Dòng đời mới của Myrolight thì nó sẽ có một cái cảm biến dò cái khoảng cách, ví dụ mình đưa từ ngoài vào khoảng tầm 3 đến 5 cm thì nó sẽ đo. Và cái thứ hai là mình phải để đúng vị trí nha. Đầu tiên á, nếu mà mình muốn đo vật thể, ví dụ giống như cái son, cái nồi, cái ly hoặc là sữa, nước, thì mình bấm vào cái nút mode nè, nó sẽ hiển thị hình ngôi nhà ha. Hiển thị hình ngôi nhà tức là nhiệt độ chính xác bao nhiêu thì nó hiển thị bấy nhiêu. Ví dụ mình đo chai nước này nha, mình để gần khoảng 3 cm, mình phải tiết thì nó hiển thị là 31 độ C, tức là nhiệt độ chính xác là như vậy. Còn nếu mà chúng ta để vị trí ngôi nhà mà mình đo tráng như mình thì chắc chắn nhiệt độ nó sẽ sai, tại vì nó hiển thị đúng cái nhiệt độ bề mặt của tráng mình chứ không phải là nhiệt độ cơ thể mình nha. Nên là chúng ta phải để chuyển qua chế độ đo người thì nó sẽ lấy nhiệt độ cơ thể mình ở trên trán nè và nhiệt độ môi trường, và sau đó sẽ bù nhiệt độ cho chính xác với cái nhiệt độ thực tế cơ thể mình nha. Rồi mình sẽ chuyển qua bấm nút mode nè, nó sẽ chuyển hiển thị qua cái hình người ta. Rồi cái nhiệt kế nó hiển thị là nó dí từ ngoài vào trán mình, mình không cần bấm gì hết, thì nó khoảng cách từ 3-5 cm, nó sẽ tự động ra kết quả là 36,6 độ C, là chính xác nha. 36,6 độ C, tức là nhiệt độ trán và nó đã bù cái phần nhiệt độ bên ngoài rồi, thì đây nhiệt độ chính xác của cơ thể mình là 36,6 độ. Rồi ví dụ Hoàng Sơn để lại chế độ mode nha, là hình ngôi nhà, và mình tiếp tục mình đo cơ thể mình đo trán nè, đó là 34,7, tức là cái trán mình nó rất là mát chứ nó không phải là nhiệt độ thân nhiệt cơ thể mình. Cô chú mình nhớ nha, để đúng vị trí, đúng cái chức năng của nó. Đó, nếu mà như đo vật thể thì mình chỉ cần để đúng khoảng 3 cm, bấm cái tít ra kết quả. Còn nếu đo người thì nó sẽ có hình cái nhiệt kế đưa từ ngoài vào, trên màn hình hiển thị đưa từ ngoài vào. Đó, ví dụ như vậy, đưa từ ngoài vào thì tầm khoảng 3-5 cm, nó sẽ tự động nó dò được, thì cái độ chính xác cực kỳ cao nha. Cái dòng đời cũ thì không có chức năng dò này. Đó, nó sẽ đo được cái khoảng cách và nó sẽ thấy cái khoảng cách đó là kết quả chính xác nhất rồi. Đó, nó sẽ tránh được sai số nhiều hơn. Rồi, Hoàng Sơn cảm ơn cô chú đã theo dõi nha. Có gì thắc mắc thì cô chú mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây và gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn về cách lựa chọn cũng như khắc phục lỗi và cách sử dụng các thiết bị y tế gia đình. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.